Em shop điện máy xin kính chào tất cả các bác đang xem cái video của em nhé Thì quay trở lại cái video ngày hôm nay để xin giới thiệu đến tất cả các bác một con máy hàn mic trước mặt em đây Con này là con máy mic 270 270 của hãng xích hàng nội địa Trung Quốc Hàng xịn như các bác nhá Hàng xịn luôn Lần trước thì em có giới thiệu với tất cả các bác một con mic đầu 270 đầu rời Nhưng mà nó chạy điện 380 Thì rất nhiều các bác muốn mua ấy Nhưng mà nhiều anh em thích điện 220 cơ Ví dụ như các bác làm xưởng sửa, sửa chữa ô tô đây này là đóng thùng ô tô ấy, thì rất nhiều các bác hay mua của em bởi vì cái nhiều anh em thích đầu đầu rời đầu rời nhưng mà nhiều anh em hoặc là những anh em đi công trình mà muốn dùng cả điện 220 và điện 380 luôn thì lần này về các con đấy thì các bác có thể là tham khảo con này nhá thì con này là dùng hàng nội địa thì nếu mà các bác đã dùng đã biết thì nó cực kỳ là chất bởi vì thứ nhất là nó để vì sao nó rẻ hơn những hàng có thuế thứ nhất là nó rẻ hơn là hàng có thuế đã đấy có chất lượng thì các bác khỏi lo bảo hành nước kia đủ đầy đủ luôn Đấy thì bây giờ em sẽ quay sát lại cho tất cả các bác xem cái con máy nhá Đây em sẽ quay sát cho tất cả các bác xem nhìn rõ cái máy hơn nhá Đây là cái uh, máy Đấy, Còn đây là rùa Đây là rùa rùa Thì em giới thiệu qua về cái uh, máy trước Nếu mà em bán khoảng nguyên trọng lượng cái này Con cái này cũng 67 cân Nếu mà nguyên máy đây cái nguyên cái cục này nhá là 16-17 cân Vì nó hai thùng cơ Nó hai thùng cơ Đấy Thì uh, như ở đây ấy, Thì các bác nhìn thấy cái nút điều chỉnh Đây là cái nút điều chỉnh của nó Đây là nút núm điều chỉnh Đấy thì con này nó cũng giống như con z 270 d z 346 đấy. Đấy. Thì uh, con đầu liền ấy của Jasic Welcom. Thì con này cũng vậy. Đây là con này có chức năng này, hàn 2T 4T này, điều chỉnh uh, khí CO2 và khí trộn này. Cái này là lựa chọn uh, mình hàn dây nào này. Đó ở đây thì nó chuyên là hàn 2 sợi 0.8 và 1.0 nhá. Chứ mình chơi 1.2 vẫn ok nhá các bác nhá. Đấy, còn đây là chế độ hàn que. Hàn que và hàn mic. Đấy, bởi vì con này nó có cả chế độ hàn que này. Đấy. Còn bên này là các núm điều chỉnh đây, núm điều chỉnh dòng han này. Đấy, uh, uh, đây là điều chỉnh hàn mic đi, điều chỉnh hai hai cái núm này. Đấy các bác đây là đèn báo và trên này là đây là báo mình dùng điện loại nào. 220, 380. Đấy, hai loại. Đấy, nói chung là nó cũng dễ thôi. Còn khi về các bác đấu thì nó người ta em bên em sẽ đấu sẵn hết rồi. Còn về các bác lắp táp để chọn chế độ thôi. Đấy, còn tự điện thì nó sẽ tự nhận nhá các bác nhá. Điện thì nó sẽ tự nhận. Đấy các bác dùng điện nào thì đấu ở chân đằng sau thì em quay tiếp. Còn đây là cái rùa này. Đây là cái rùa, thì nhiều các bác nhìn cái rùa này thì uh, là người ta không hàn Nhiều bác bảo sao thấy có những con mà nó che cái đầu này Bởi người ta hàn người ta che vào, nó nhìn như thế thôi Thì nói chung là nó cũng như nhau thôi mà um, Cái này đây là điều chỉnh núm hết ở đây Đấy, nếu khi mình hàn ấy, thì mình không cần phải điều chỉnh ở đây cũng được Mà điều chỉnh ở bên này, nó theo đầu để chỉ điều chỉnh ở đây Đây là vôn này uh, Dòng hàn này à, ampe này Đấy, thì là đây là núm tua dây khi mình thay dây ấy, để dây nó chạy nhanh hơn cái lô cái, cái cái, motor nó chạy nhanh hơn thế thôi còn đấu súng vào đây chân súng phổ thông bình thường anh em có thể là uh, thay rất là thuận tiện đấy đây là nguyên cái rùa cầm mình nhấc này rất là thuận tiện đó còn đây là về cái phần uh, phụ kiện theo máy phụ kiện theo máy thì trước tiên có một súng này súng của hãng ra xích luôn nhá đấy, cái này hộp uh, súng uh, 3 mét này súng 200 và một cái đồng hồ CO2 của ra xích 36V 150W đấy À, tiếp theo là kẹp mát kẹp mát này chắc cũng tầm phải tầm hai mét rưỡi đấy và đây là cái dây dây cấp của nó và dây khí là 5 mét người ta đã cắt theo cho mình đấu sẵn rồi về chỉ đấu vào là sử dụng thôi đấy thì các bác tính ra thì các bác từ cái rùa này từ cái máy này ra cái rùa này là 5 mét rồi thêm 3 mét ở cái súng này nữa đấy thì là các bác dài là sử dụng nó cũng khá là thuận tiện luôn đấy đặc biệt anh em là cần cái mức độ là hàn đi xa nhá, có các anh em có thể là mua thêm cái này, một là mình về mua thêm cũng được, đấu thêm cũng được. Anh em tự mua dây cũng được, chả sao cả. Đấy, cái này thì anh em thích về anh em à, à, bọc vào cũng được hoặc để như này lấy dây thít thít vào, Đấy, cũng cũng được không sao cả. Đấy. Về cho các bác nhìn kỹ cái máy này, bên này. Hàng gia xích nội địa thì em bán khá là nhiều. Đấy, đặc biệt tích lạnh hoặc là mic nữa thì rất nhiều các bạn mua, bởi nếu các bạn nếu có bác nào mà đã dùng hàn mic nội địa rồi. Chất lượng thì các bác khỏi lo, đúng không ạ? Đấy chỉ Nhìn nhiều khi nhiều các bác cứ bảo Ui hồi, đấy cái máy nó khá là nặng luôn các bác Đây em quay đằng sau cho tất cả các bác xem Đây là đấu đấu điện, áp điện này Đấy, em vừa mở nó ra đấy Đây là một cái automat Đấy, đây là địa chỗ cắm đồng hồ CO2 Đấy, đây là một cái cầu chì để bảo vệ Cầu chì này cái cầu chì 10A nha các bác nhé Phải có cầu chì này rất là an toàn luôn Cho máy, đây là hai cái quạt làm mát Không... Uh, uh, cho máy thế thôi Đấy, anh em nào thích cái con này thì liên hệ với em qua số điện thoại bên góc màn hình. Đấy, giá hiện tại em đang bán là nó 14 triệu. 14 triệu nha các bác nhá. Đây là giá hiện tại của bây giờ. Chứ còn nếu mà sau này có thể là lên giá hay lên như thế nào thì anh em trực tiếp liên hệ trực tiếp thì nó sẽ dễ hơn. Các bác nhá. Bởi vì thùng nó cũng khá là to đấy chứ không không nhỏ đâu. Bởi vì nguyên con cái cục này ấy, là nó đã 10 16 17 cân rồi. Đấy. Còn đây nếu hàng anh em các mua đây thì em xuất đi luôn thì em sẽ giả dán tem như thế này. Để có vấn đề gì về máy móc hay là cần mua thêm hàng hay là bảo hành như thế nào có lỗi liếc gì có thể liên hệ trực tiếp với em cái số t... qua cái ở tem đây có số điện thoại nhà em đây rồi nên là các bác cũng là yên tâm nhá em xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian theo dõi cái video của em em xin chân thành cảm ơn nếu anh em nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với em nhé.